Hi, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay ba mẹ con em đi shopping mall nha. Đây, đi vô cái tiệm này là tiệm mới mở luôn. Rồi, ba mẹ con vô coi thử, nhưng mà công nhận họ trang trí đẹp chưa? Nhìn sơ qua những cái con này, những cái cây lá, rồi những cái tảng đá này, mình cứ tưởng đâu là thiệt, nhưng mà thật ra là giả không á, mà họ làm đẹp chưa? Công phu chưa? Mới nhìn sơ qua cứ thật, tưởng nó thật thôi. Đủ thứ loại các con vật luôn. Mới vô nhìn giống như là trang trí giống như đi trong sở thú, trong zoo vậy đó. Đủ thứ con hết luôn. Cây kiểng nữa mà toàn là giả không á nha. Mà đẹp chưa? Hôm nay lần đầu tiên ba mẹ con mới vô tiệm này mà cũng mới mở à. Yeah, có gắn nè. Có mấy con dơi nữa nè. À, chim, ngang, hù nai, chó sói, chim còi gì có đủ hết à. Nhìn đẹp lắm. Đại bàn chó sói, nai. Wow, cái tiệm này nhìn trang trí, nhìn sang mà tưởng to lắm. Cái này em quay cái khúc, cái chỗ này người ta trang trí cho mình ngắm những cái con vật như mấy này thôi, chứ còn tiệm họ bán nhiều đồ mà to lớn lắm. Để khi khác em quay cho, bữa nay em quay tí này cho mọi người thấy nha. Để mọi người nhìn coi có giống con giả không. Nhìn sơ qua là cứ nghĩ con thật đấy. Đấy, nhìn mấy con dễ thương đó, thấy chưa, trèo leo trên núi rồi nữa, nhưng mà thật giả hết. Thôi em quay khúc ở đây thôi, chắc em phải bài mọi người để ba mẹ con đi shopping, đi vòng vòng coi có đồ gì mua không. Cũng lâu lắm rồi không có đi shopping. Đây có con gấu mẹ bên đây nữa đây, nó gấu mẹ đó. To chưa? Mấy con gì đây? Hình như con ai biết nữa. Khăn khôn là con gì tiếng Việt cũng không biết luôn. Con chim nè. Con ngan, rồi con vịt. Còn chim kia là đại bàng. Ôi mọi người, bên đây là cái cửa chính đi vô nè. Cửa chính đi vô họ làm cũng đẹp chưa? Họ làm trang trí cá nè. Cá giống như ở dưới biển vậy đó, mà họ làm trang trí mấy cái chậu nước, mấy cái cột nước này đẹp chưa? Wow, nước trong vắt luôn. Cá bơi lội từ bên đây qua bên kia luôn. Và cái cột to lắm. Wow, tiệm này mới mở mà hoành tráng đẹp ghê á. Thấy chưa? Nhìn đẹp mà sang nữa. Wow, nhìn mê luôn. Thôi bye bye mọi người nha. Mọi người yêu thương và ủng hộ em, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của em nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Hôm nay con em đi shopping tiếp đây. Đi lòng vòng chơi rồi tí nữa về.